Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, những ngày này năm 1978 là những ngày đầu tiên của chiến dịch phản công ở biên giới Tây Nam do quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành. Chỉ trong khoảng hơn 2 tuần, đến ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam đã đánh vào thủ đô Phnom Penh của tập đoàn Pol Pot, làm sụp đổ hoàn toàn chính quyền và quân đội của tập đoàn phản động này. Để tiêu diệt và làm tan rã một quân đội với lực lượng lên đến 20 sư đoàn như quân đội Pol Pot vào thời đó mà chỉ mất một thời gian ngắn như vậy, quả thực là một kỷ lục hiếm có. Do đâu mà quân đội Việt Nam có thể chiến thắng nhanh chóng như vậy? Đối với vấn đề này, số đông các ý kiến có lẽ cho rằng ở thời điểm đó, về mọi mặt, quân đội Việt Nam đều trên cơ quân đội Khmer Đỏ, từ vũ khí trang bị đến kinh nghiệm tác chiến. Tuy nhiên, nếu chỉ nói rằng nguyên nhân ta thắng nhanh là do quân ta vũ khí trang bị mạnh hơn, kinh nghiệm tác chiến giỏi hơn thì chưa đủ. Trong bản tin hôm nay, tôi xin trình bày thêm một nguyên nhân khác nằm trong tính toán của bản thân bọn Khmer Đỏ. Thưa các bạn, hôm mùng 5 tháng 1 năm 1979, trước khi quân tình nguyện Việt Nam đánh vào tới Phnom Penh, Pol Pot đã cho gọi cựu hoàng Sihanouk khi đó đang bị giam lỏng đến gặp hắn. Mục đích của cuộc gặp này là tập đoàn Pol Pot muốn cử Sihanouk ra nước ngoài để nhằm biện hộ cho bọn chúng và tuyên truyền rằng Việt Nam xâm lược Campuchia. Theo kế hoạch, ngày hôm sau, một chiếc máy bay của Trung Quốc sẽ chở Sihanouk và cả gia đình ông ta sang Bắc Kinh để Sihanouk từ đó mà tuyên truyền cho tập đoàn Pol Pot trên trường quốc tế. Sau khi trao đổi xong việc đó, Pol Pot dẫn Sihanouk vào một phòng thuyết trình nghe phổ biến tình hình. Cùng đi có cả Yung Sari và Khiêu Đứng trước tấm bản đồ lớn, Pol Pot nói Hiện nay, tình hình chiến sự ở Campuchia là rất tốt đối với quân đội ta. Chúng ta đang dương một cái bẫy, nhớ cho địch vào sâu để tiêu diệt luôn toàn bộ sức mạnh quân sự của chúng đứng trước kẻ địch, chúng ta phải lựa chọn một trong hai chiến lược, hoặc là chặn đứng sức tiến quân của đối phương trên suốt tuyến biên giới. Nhưng làm như vậy thì quân Việt sẽ không bị tiêu diệt toàn bộ và vẫn có thể tiếp tục phát triển trong nội địa của chúng. Hoặc là ta mở toang biên giới, làm cho chúng tưởng ta rất yếu. Khi đại bộ phận quân địch đã lọt vào trong đất nước ta, chúng ta sẽ bao vây chúng, chia cắt chúng, tiêu diệt chúng. Chúng sẽ bị chìm nghỉm và tan rã như muối gặp nước trong đại dương hung dữ của cuộc kháng chiến toàn dân và các lực lượng vũ trang vô địch của chúng ta. Bộ Tổng Tư lệnh đã chọn chiến lược thứ hai này. Chỉ trong vòng 2 tháng, 3 tháng nữa là chúng ta sẽ cùng tiêu diệt, thanh toán toàn bộ sinh lực địch. Tôi hy vọng lúc đó sẽ có vinh dự được đón Thái tử trở về nước. Khoảng 3 tháng nữa là chậm nhất. Trong lúc chờ đợi, Thái tử sẽ được cử đi làm những nhiệm vụ to lớn cho nhân dân, cho dân tộc, cho đất nước, tại Liên Hợp Quốc và các nước bạn. Sau đoạn kể lại như trên, Sianuk có bình luận thêm trong hồi ký của mình như thế này. Tôi chỉ còn biết cảm tạ và ca ngợi nhà chiến lược thiên tài rất xứng đáng so sánh với Hitler trong những ước vọng ngung cuồng nhất và cũng rất điên dại và ngu dốt như Lon Non. Trái với Hitler, thường hay dùng lời lẽ hùng hổ để động viên binh sĩ và thanh niên, Pol Pot mê hoặc bằng cách nói năng dịu dàng, tươi cười, cố giữ thái độ lịch sự, trong khi thật sự Pol Pot là một kẻ tàn bạo khát máu hơn tất cả những tên bạo chúa tồi tệ nhất trong lịch sử. Chính do cái phép màu đó của sự nói năng dịu dàng để thuyết phục, Pol Pot đã động viên và mãi đến những năm 80 còn có thể động viên được một số người để ném họ vào cuộc chiến đấu. Thành công của những bọn ngu muội như Lon Lon và Pol Pot cũng là do trong nước tôi còn có những người, kể cả tầng lớp trí thức, thích nghe những lời lẽ mị dân hứa hẹn sẽ đánh chiếm Việt Nam để khôi phục một đế quốc môn Khmer xa xưa, bao gồm toàn bộ Đông Dương, đến cả Thái Lan và Miến Điện, hơn là chấp nhận một người lãnh đạo như Sihanouk, là một con người quá thực tế, không thể hứa hẹn với họ cái điều không thể làm được như vậy. Thưa các bạn, như vậy, Rõ ràng trong bộ sậu của Khmer Đỏ đã xuất hiện tư tưởng về một chiến lược nhử cho quân Việt Nam vào sâu trong nội địa của chúng để chúng đánh du kích tiêu hao dần rồi tiến đến tiêu diệt toàn bộ sinh lực quân ta trên đất Campuchia. Tư tưởng này của Pol Pot đã xuất hiện từ trước đó khá lâu. Từ ngày 13 tháng 2 năm 78, khi trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã, Pol Pot đã nói rằng: Trường hợp Việt Nam tấn công lớn vào Campuchia thì tạm thời bỏ một vài vùng, chúng ta sẵn sàng đánh bại Việt Nam. Sau này Hồi ký của một số tướng lĩnh Việt Nam đã tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam cho biết, trong quá trình diễn ra chiến dịch, có những hướng sức kháng cự của Khmer đỏ rất yếu ớt, chỉ giao tranh qua loa rồi bỏ chạy. Nhưng sau khi các cánh quân của ta đã tràn qua tiến lên phía trước, thì các nhóm tàn quân lại tụ tập lại, đánh du kích nhằm vào lực lượng hậu cần tiếp liệu của ta. Những thực tế này có lẽ ít nhiều có liên quan đến chiến lược mà Pol Pot đã khoe mẽ với Sihanouk. Các bạn thân mến, chiến lược mà Pol Pot nói đó thật sự chẳng xa lạ gì với Việt Nam. Trong nhiều thế kỷ, đây là chiến lược mà người Việt đã dùng để đánh bại các quân đội xâm lược phương Bắc. Vậy ở phía Việt Nam, khi tiến đánh Campuchia, các tướng lĩnh của ta có nắm được ý đồ này của địch hay không? Và họ đã làm thế nào để đánh bại kế hoạch của địch? Trong tác phẩm bút ký Đường vào Phnom Penh của Thiếu tướng Bùi Cát Vũ, nguyên phó tư lệnh quân đoàn 4 trong chiến tranh biên giới Tây Nam, ông nhận định về mưu đồ của Pol Pot như sau: "Thật ra, trong thâm tâm, chúng nhận định rằng lực lượng cách mạng không đủ sức và cũng không dám tấn công toàn diện. Mà nếu chỉ giải phóng đến bờ đông sông Mekong để lập căn cứ cho mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia thì lực lượng cách mạng sẽ bị xa lầy đến ngực vì vùng này toàn là rừng, ít dân. Nếu chúng lùa dân đi nữa thì là vùng không dân, kinh tế không có gì, đường xa rất ít, phạm vi rộng, hậu phương xa. Ta sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người, sức của, không thể nào chịu nổi trong cuộc chiến tranh lâu dài. Chừng ấy, chúng ta hồ giành chủ động ở biên giới phía Bắc, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cũng tương tự như thiếu tướng Bùi Cát Vũ, đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 309 trong chiến tranh biên giới Tây Nam, đã đọc vị âm mưu thâm độc của tập đoàn Pol Pot trong cuốn hồi ký cuộc chiến tranh bắt buộc như sau. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nền an ninh của Việt Nam luôn luôn bị đe dọa. Những tưởng sau khi đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, không có một tên xâm lược nào dám đụng đến Việt Nam. Xong, sau khi đế quốc Mỹ rút khỏi nước ta bè lũ tay sai thất bại hoàn toàn thì kẻ thù mới lại xuất hiện đó là tập đoàn phản động pol pot Yung sari khiêu chúng là đội quân xung kích tay sai của một số nước trong khu vực tiến hành xâm lấn biên giới và lãnh thổ nước ta mục đích của chúng là tìm mọi cách hạn chế sự lớn mạnh của một nước việt nam thống nhất bằng cách là tiêu hao tiền của sinh lực của chúng ta gây ra cuộc chiến tranh biên giới chúng thừa biết là sẽ không đánh bại được việt nam nhưng chúng buộc chúng ta phải duy trì một lực lượng quân sự hùng hậu từ đó không còn khả năng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Bọn tay sai đã từng tính toán rằng, nếu lực lượng quân sự của Việt Nam duy trì quân số khoảng trên 2 triệu người, trải ra khắp đất nước, mỗi ngày mỗi người lính tiêu thụ khoảng 20 đô, bao gồm súng đạn, lương thực, thực phẩm, thuốc men, quân trang, quân dụng, thì nước Việt Nam sẽ kiệt sức hoàn toàn sau vài năm chiến tranh. Đây là con số tính toán thấp nhất theo tiêu chuẩn Việt Nam. Nhưng chúng đã lầm. Người Mỹ trước đây cũng đã từng tính toán như thế và họ đã thất bại hoàn toàn các bạn thân mến qua bút ký và hồi ký của hai vị tướng Việt Nam chúng ta thấy phía Việt Nam đã nhận thức rõ về mưu đồ nhử quân ta vào sâu để khiến ta xa lầy của địch đặc biệt hơn trong nhận xét của mình hai vị tướng đều không nhìn nhận Khmer đỏ là một cái gì đột phát mà thấy nó trong tư thế tay sai của một thế lực khác dĩ nhiên trong đó họ không biết rõ ra nhưng khi đọc chúng ta đều hiểu rõ thế lực ấy là chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc vậy để làm thất bại mưu ma trước quỷ của Khmer đỏ quân ta đã làm gì Hiệu tướng Bùi Cát Vũ cho biết như sau. Dùng kế địch để thực hiện kế ta, ngày 23 tháng 12 năm 78, không thể để cho quân địch phá hoại lúa mùa vừa chín tới dọc bờ sông Vàm Cỏ. Binh đoàn Cửu Long được lệnh tấn công tiêu diệt quân địch đã tiến sâu vào đất ta sớm hơn thời gian dự định. Ngày 28 tháng 12, Liên quân Việt Nam Campuchia trên hướng Bắc cũng bắt đầu phản công đánh chiếm Croche, Stung Trang, Sơ Long, Đầm Be, Xuông, Chúp dọc theo bờ trái sông Mekong, cắt đường lui của 9 sư đoàn địch đang triển khai tấn công sang đất ta. Như vậy là ta làm theo dự kiến của Bắc Kinh và tay sai Pol Pot là chiếm vùng rừng núi Đông Bắc đến bờ trái sông Mê Công, xa vào kế dụ địch vào sâu của chúng. Chúng ra lệnh cho tất cả các đơn vị của chúng luôn lại đánh phá phía sau lưng ta. Thiếu tướng Bùi Cát Vũ cũng cho biết là chỉ trong vòng 10 ngày đầu, quân ta đã xóa gần hết 10 sư đoàn mạnh, xương sống của quân đội Pol Pot. Binh lính địch trong các sư đoàn phần lớn tan rã vào trong dân. Mặc dù vậy, tướng Vũ cũng nhận xét rằng. Tuy vậy, trong lúc tôi ghi chép vào sổ tay những dòng trên đây, thì tôi cũng nghĩ rằng quân đội Pol Pot chỉ mới tan rã một bộ phận quan trọng. Chúng đang rút về phía tây sông Mekong để phòng thủ công công tràm, Phnom Penh và các tỉnh phía tây, tây bắc, tây nam. Rừng núi phía tây bát ngát với những dãy núi tượng, núi các đam môn, rừng núi phía bắc giáp Thái Lan là chỗ dựa lâu dài cho chiến tranh du kích trường kỳ theo quan điểm của chúng. Nếu ngày mai đây giải phóng được Phnom Penh, đó là điều chắc chắn rồi. Thì cuộc chiến đấu tiếp theo vẫn còn gay go, ác liệt. Thưa các bạn, đúng như lời tướng Vũ nhận định, ngày mùng 7 tháng 1 năm 79, quân ta đã vào được Phnom Penh. Nhưng cuộc chiến để truy quét tàn quân Pol Pot thì còn kéo dài nhiều năm sau đó. Đối chiếu thực tế diễn biến với quỷ kế của Pol Pot thì ta thấy rằng Pol Pot đã thực hiện được ý đồ rút lui nên những yếu nhân của Khmer Đỏ phần nhiều không bị bắt. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự tính của Pol Pot là Việt Nam một là không làm, hai là làm thì làm cho đến cùng cho nên đã không dừng lại ở bên bờ sông Mê Công mà tràn ra khắp lãnh thổ Campuchia, nên chính quyền và quân đội Khmer Đỏ bị đập cho sụp đổ không thể gượng dậy nổi. Kết cục cuối cùng, đúng như lời Sihanouk nhận xét, Khmer Đỏ đã ảo tưởng sức mạnh nên đã tự chui đầu vào cạm bẫy của chính mình. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.